thiệu bằng chứng huấn luyện viên Park Hang-seo là ngôi sao giải trí hot ngang ngửa sao Hàn. Park Hang-seo không chỉ là tên tuổi được truyền thông và người hâm mộ Việt ca ngợi sau khi dẫn dắt U22 Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam tại SEA Games 30, mà còn là một nhân vật hot đối với nhiều game show truyền hình ở quê nhà. Tối mùng 10 tháng 12, tuyển U22 Việt Nam khiến nhiều người hâm mộ vỡ òa khi giành chiến thắng đậm 3-0 trước U22 Indonesia trong trận chung kết nội dung bóng đá nam tại SEA Games 30. Bên cạnh những tình huống máu lửa trên sân, khoảnh khắc huấn luyện viên Park phải nhận thẻ đỏ do phản ứng với trọng tài cũng gây nhiều chú ý. Cơn sốt mang tên Park Hang-seo chưa hạ nhiệt sau những thành công vang dội mà ông mang lại cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Trên thực tế, ngoài dấu ấn trong lĩnh vực chuyên môn, thầy Park còn được xem là ngôi sao rating của show thực tế tại Hàn Quốc. Cụ thể, theo đài MBC, 5 sao Hàn gồm Cha In-pyo, An Jung-hwan, Kim Jong-men, Won Oh-jung và Jo Tae-hwan là thành viên cố định của Curious Husband Getaway sau thực tế phát sóng giữa năm 2018. Họ đến Việt Nam xem trận đấu vào tối 26 tháng 3. Cùng mặc đồng phục in dòng chữ người anh trai Park Hang-seo của chúng tôi và ghi hình các khoảnh khắc thầy Park ở sân tập. Được biết, vào hồi đầu năm nay, theo khảo sát từ Nielsen Courier, chuyên trang phân tích thông tin hàng đầu thế giới tại Hàn Quốc, thì tập 8 của chương trình We Win Channel You có sự tham gia của huấn luyện viên Park cùng với Seung-ri Big Bang đã đạt tỷ lệ người xem 5,5% ở Hàn. Đây là con số cao nhất kể từ thời điểm chương trình phát sóng. Cụ thể, trong chương trình truyền hình thực tế của đài SBS, mang tên We Win Channel You, vị huấn luyện viên người Hàn đã thua trong một thử thách, nên thầy Park phải chịu hình phạt là hóa thân thành chú thỏ. Vị huấn luyện viên đã ở tuổi lục tuần, khoác tấm khăn choàng màu trắng, đeo bờm tai thỏ cực cute không kém gì ai. Ngoài ra, thầy Park còn phải chịu trận khi để MC Kang Hoo Dong vẽ thêm mũi và râu để ra dáng một con thỏ thứ thiệt. Cuối cùng, mặt của huấn luyện viên Park được in lên giấy để tạo thành một bức tranh thỏ. Cũng ở tập lên sóng này, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ về con đường sự nghiệp của mình từ những ngày tháng thất bại khi bị sa thải khỏi chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc cho đến những ngày tháng vinh quang của đội tuyển Việt Nam. Ngay sau đó, đài SBS đã phát sóng lại chương trình trên để chúc mừng sinh nhật huấn luyện viên của đội tuyển U22 Việt Nam vào ngày 4 tháng 1 và cũng đạt kỷ lục về số lượng người xem. Để thực hiện tập 8 này, MC Kang Hoo Dong và bình luận viên thể thao Bae Song Jae đã sang Việt Nam để gặp gỡ và ghi hình Park Hang-seo. Chương trình được quay tại Hồ Gươm, Hà Nội để phỏng vấn suy nghĩ của khán giả Việt về ông Park. Trước đó, hồi tháng 4 năm 2018, các thành viên show Master in the House Nam gồm Lee Seung-gi, Juk Song-jae, nhóm BTOB, Lee Sang-jun, Jang Si-yong đến thăm nhà của Park Hang-seo tại Hà Nội, tìm hiểu cuộc sống của ông. Tháng 12 cùng năm, MC Kang Hoo Dong và bình luận viên thể thao Bae Song Jae của show We Win Channel You đài SBS đã sang Việt Nam mời ông Park chia sẻ cảm xúc và tham gia trò chơi. Sự nổi tiếng của huấn luyện viên Park tại quê hương có lẽ đã ngang tầm các thần tượng khi ông được truyền thông và các show giải trí Hàn Quốc săn đón. Theo khảo sát từ Nielsen Courier, nhờ sức hút của huấn luyện viên Park Hang-seo, tập 14-15 show Master in the House Nam phát sóng tối 8 tháng 4 năm 2018 và 15 tháng 4 năm 2018 có tỷ lệ người xem cao nhất là 11,7%, kỷ lục của chương trình lúc ấy. Lee Seung-gi, Lee Sang-jun, Jang Se-hyung và Juk Sung-jae được ông Park Hang-seo dẫn đến tham quan ngôi nhà ông sống cùng vợ tại Hà Nội. Lee Seung-gi cho biết nhớ mãi cái ôm ấm áp của ngài Park. Đến SBS nói họ tự hào khi khai thác được cuộc sống sung túc của Park Hang-seo ở Việt Nam. Nhiều phim tài liệu, chương trình chân dung nhân vật có Park Hang-seo, hai trận đấu của Việt Nam đạt rating vượt trội. Theo thống kê, trận chung kết lượt về AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia được phát sóng trên đài SBS mang về con số rating kỷ lục, trung bình là 21,9%, có thời điểm lên tới 25,3%. Đây là rating kỷ lục đối với một chương trình thể thao tại Hàn Quốc. Chương trình Running Man phiên bản Hàn cũng nhiều lần mong muốn mời được huấn luyện viên Park Hang-seo tham gia chương trình.